ここの2段目はね、ドラえもんの名前や、パイ、例えば、để mình làm việc, để mình ăn uống, như kia, tài số, học về tiền, tới 17 mà, về tiền, trong khi đó, 73 là mình đã biết tính tiền. Học về mối quan hệ trong gia đình, ba mẹ, anh chị, rồi anh chị em ba con, em hỏi gì đó thì mình đã coi trên đọc sách. Học rất nhiều. Rồi, cô Mara Rekara, chữ cô này này, thật sự ra có nhiều người học tới N2, N1 mà không biết sử dụng chữ cô này. Trong cái giao tiếp hàng ngày, cô Mara Rekara, gì đó, sự kỳ đi xe, mới được ông đại mà, một tăng cương, mới được ông đại mà. Nó, chữ cô và cô đồ này. Bữa nay mình tập trung vào sinh nhật, chúc mừng năm mới. Bữa hôm trước mình học, vì ngày tháng thì mình phải nói một câu là hôm nay là sinh nhật của tôi, sinh nhật mấy tháng mấy đó, chào mọi người, chúc mừng mình của Tanjo về Omerito đó. Omen kudasai, kudasai, dojo, oagari kudasai. Khi mình vào nhà ai đó, đối với người Nhật đó, thì người ta có ở nhà hay không có ở nhà, mình vẫn phải hỏi câu này, Omen kudasai. Kudasai, mình mời người ta vô nhà là người ta mới được vô. Đợi người ta mời vô mới được vô. Rồi khi mà mình vô nhà, mình nói câu là hồi giáo mà xin nó, không có, trong này không có. Đối với người Nhật là rất quan trọng, lễ nghi phép pháp. Rồi xong. Rồi đây này. Nhi hát quá. Rồi đây này. Nhi hát quá. Rồi đây này. Nhi hát quá. Nơi xảy ra hành động. Nếu như N này á, là danh từ chỉ địa điểm là nơi xảy ra hành động, còn N này mà là công cụ phương tiện để làm hành động đó thì là bỏ nó vào. Đi đến đâu bằng cái gì, hoặc là làm cái gì bằng cái gì. Đây, Nande Demasuka, Nande Demasuka. Demasuka 2 là cái này nói tiếng Nhật nói sao, cái kia nói tiếng Anh nói sao, cái này tiếng Việt nói sao, cái này tiếng Việt nói là vậy đó, cái này tiếng Nhật nói là vậy đó. Pháp sư ba, pháp sư ba là người nào đó cho hay gì đó, trong để bao nhiêu đó, viết cái gì đó cho ai, khơi cho ai, dạy dạy tiếng Nhật cho ai, tiếng Anh cho ai, nói địa chỉ của ai cho ai. Cái chữ Oshimasu này là rất là nhiều nghĩa, dạy dạy học chứ không phải ớ này, dạy dạy học hoặc là nói cho người ta biết một cái thông tin gì đó. Thì mình lưu ý là lưu ý chỉ có một lưu ý thôi là cái chỗ mà mình làm cái gì đó cho ai thì được, thì dùng agemas. Nhưng mà người đó làm gì cho mình á, là cái chủ ý này này, là nè, một nè, họ nói nè, không được dùng mình vô, không được bỏ mình ta si vào. Khi nào mình học cái bài 24, mình học món gấp T từ remas, thì ai làm gì đó cho mình thì mới được. Tạm thời 17 này mình chỉ nói được là mình làm cho người ta và người A làm cho người B. Còn mình muốn nói người B làm gì đó cho mình á thì mình dùng mẫu pháp là nó thứ tư đó, mình nhận được cái gì đó từ ai đó thì đây, thì cái này mình mới dùng với tờ xì. Khi mình học từ vựng mình phải học theo cặp Kagimat, Moremat, Karimat, Kashimat, Mushimat, Naraimat, mình phải tập dễ mình mới nhớ được.
cách đặt câu hỏi là ai làm gì đó cho mình, mình làm gì đó cho ai, người nào làm gì đó cho người nào, người nào nhận của người nào. Thứ hai thứ năm là mô ma đà, mô với monster nghĩa là làm gì đó không chưa, xong hết chưa, xong hoàn toàn chưa. Rồi ví dụ như ăn cơm chưa, cô có tại master cá, hoặc là cô có tại master cá, đang rồi mình nói hay thì cái mô thứ ba là này nói sao ta, ví dụ như hỏi thôi cái này đi lên bài cao thì mình sẽ nói tập thời mình học ở đây là mô đi với khẳng định đi. Nhớ học thuộc cái đoạn cây qua nhé. Bây giờ mình coi chúng ta dạy sao. Okay.